Quý vị thân mến, Tam Quốc phân tranh, Trung Hoa loạn lạc, đây là thời kỳ đen tối đẫm máu của lịch sử Trung Quốc. Nhưng cũng chính sự hỗn loạn đó đã cho phép các anh hùng hào kiệt thi triển tài năng, đưa một nền văn minh tới thời kỳ hưng thịnh chưa từng có. Tuy nhiên, giữa dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm của Trung Hoa, một triều đại dù huy hoàng đến mấy rồi cũng sớm bị phủi bụi thời gian. Nhưng Tam Quốc lại trở nên đặc biệt khi được La Quán Trung mổ xẻ thông qua đại danh tác Tam Quốc Diễn Nghĩa, biến một thời đại huy hoàng ngắn ngủi trở thành một tác phẩm vượt thời gian, tồn tại tới bây giờ. Thủ pháp kể chuyện đỉnh cao, thật giả đan xen khiến người đọc bị cuốn vào vòng tranh đấu ác liệt. Vậy trong hiện thực, Tam Quốc Chí đã bắt đầu như thế nào? Ai là người mở ra cục diện loạn thế phân tranh? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua video này của lịch sử Trung Quốc. Đại gian Đổng Trác mở ra loạn thế. Sử gia Lưu Tri Kỷ từng nhận xét rằng Hán có Đổng Trác cũng như Tần có Triệu Cao. Nhiều sử gia cho rằng chép chuyện về Đổng Trác là để làm rõ đầu sỏ của họa loạn. Đổng Trác chính là tên tội phạm chủ chốt làm cho nhà Hán suy sụp. Tội của Đổng Trác là tham lam, bạo ngược, thí nghịch. Từ khi có sách vở ghi chép đến nay, e là chưa có ai như vậy. Nói thế thì chẳng khác gì Đổng Trác là tội nhân thiên cổ, ác nhân số một trong thiên hạ. Mà dù là những kẻ cùng thời như Hạng Vũ, Tào Tháo, giết người như ngóe, chôn sống vạn binh cũng chẳng ác bằng. Tội ác lưu danh ngàn đời, bị sử gia gắn mác đại gian, họa chăng chỉ có Đổng Trác làm được. Vậy tội nợ mà ông ta đã tạo ra phải kinh khủng tới mức nào? Đổng Trác hay Đổng Trọng Dinh là người huyện Lâm Thao, Lũng Tây, sinh ra trong một gia đình võ quan. Từ thuở thiếu thời, ông đã được đánh giá là một người mưu mô, âm hiểm, tính tình lại thô lỗ, bất tuân, nhưng bù lại được trời ban cho sức khỏe hơn người. Khi còn nhỏ, Đổng Trác thích làm hiệp khách, thường du ngoạn ở Khương Trung và kết giao với những người hào kiệt ở đó. Sau này lớn lên, ông đầu quan dưới thời Hán Linh Đế, giữ chức Lương Châu Binh Mã Duyện, trông giữ binh khí và ngựa chiến. Năm 1962, Đổng Trác 30 tuổi, được Thứ sử Tinh Châu là Đoàn Quýnh đề cử vào cấm vệ quân ở Kinh Thành làm chức Vũ Lâm Lang. Bắt đầu bước vào hàng quan cao cấp ở Kinh Thành, ông ta từ từ leo lên tới vị trí Thứ sử, rồi Hiệu úy Mậu Kỷ ở Tây Vực. Nhân dịp binh biến do hoạn quan gây nên, Trác mang quân tiến vào Kinh Thành. Đầu năm 189, Hán Linh Đế bị bệnh nặng, không lâu sau thì chết, Hán Thiếu Đế lên ngôi. Đổng Trác sau đó thao túng triều đình và phế Hán Thiếu Đế, lập Hán Hiến Đế, tự phong mình làm tướng quốc, sát hại những người bất đồng, lộng hành triều chính, hung bạo dâm loạn khiến dân chúng căm phẫn. Sau khi đổi vua, Đổng Trác không làm tư không nữa, tự mình thăng làm thái úy kiêm tiền tướng quân. Nhưng không lâu sau, ông ép Hán Hiến Đế phong mình làm tướng quốc, ngôi vị trên cả Tam Công, ngang với Tiêu Hà, công thần khai quốc nhà Hán trước đây. Đổng Trác thao túng triều đình, vơ vét quốc khố mang về nhà riêng. Ông vào cung hãm hiếp mấy người con gái của Hán Linh Đế và mang nhiều phi tần về làm vợ. Sự tàn bạo và tham lam của Trác lại là thứ không ai có thể phủ nhận. Chính vì ham mê sắc dục, lại tham lam tiền bạc nên những kẻ dưới trướng đều học theo, cũng cưỡng hiếp đàn bà con gái nhà dân, cướp bóc tài sản của nhân dân làm của riêng. Có lần Đổng Trác mang quân ra ngoại thành Lạc Dương, thấy đám đông nhân dân xem hát, ông bèn hạ lệnh cho quân động thủ, giết hết đàn ông, bắt hết đàn bà làm tù nhân, mang về Lạc Dương. Hành động này được các sử gia nhìn nhận là còn tồi tệ hơn cả quân thổ phỉ. Không chỉ thế, Đổng Trác còn bỏ chế độ tiền ngũ thù, ban hành loại tiền mới nhẹ hơn, khiến vật giá tăng cao vùn vụt, lạm phát khắp nơi. Một thạch gạo tăng lên mấy vạn đồng, khiến người dân đã nghèo do thời thế loạn lạc, giờ lại càng thêm tung thiếu. Lúc này, vua chỉ là cái vỏ, Trác mới là kẻ nắm thực quyền phía sau, thao túng tiền hạ. Những tưởng kẻ đi được lên ngôi cao cao tại thượng như Trác phải là kẻ đa mưu túc trí. Nhưng không, càng về sau cái nhìn của hậu thế đối với ông ta chỉ là một gã thất phu dùng tay chân thay vì trí óc. Kẻ như thế thì sao đủ năng lực làm nên đại sự, ác giả ác báo. Vốn xuất thân từ võ quan, lại sống với tộc người Khương, một tộc người vốn nổi tiếng thiện chiến lại hung hăng, nên Đổng Trác có bản tính chẳng khác người Khương là bao. Dù tinh thông cưỡi ngựa bắn tên, nhưng về kinh thư, binh pháp thì Trác lại là kẻ mù mờ, chẳng thông thạo là bao. Điều này khiến cho ông ta không giỏi mua chuộc lòng người, cũng chẳng thạo cách quản binh, điều tướng hay cai trị thiên hạ. Âu có lẽ thứ khiến ông ta ngồi được vào vị trí tướng quốc cũng chỉ là do võ lực và lấy sự tàn bạo để áp chế cấp dưới mà thôi. Nhưng từ cổ chí kim, người được lòng dân mới là được cả thiên hạ, mà Trác đã chẳng có lòng dân, còn mất luôn tâm của thuộc hạ, gây thù chuốc oán khắp nơi, khiến người người đều căm hận muốn hạ bệ Trác, bao gồm cả người con nuôi lão bố.
Lã Bố này là người Ngũ Nguyên, quận Cửu Nguyên, vốn là bộ tướng của Đinh Nguyên, rất được Đinh Nguyên coi trọng và tin tưởng. Sau khi Đổng Trác tiến vào kinh thành, đã mua chuộc Lã Bố giết chết Đinh Nguyên. Do đó, Đổng Trác đã phong cho Lã Bố làm kỵ đô úy, thậm chí còn vô cùng tin tưởng và nhận Lã Bố làm con nuôi. Không lâu sau, Lã Bố được phong thành trung lang tướng, phong đô đình hầu. Vì Đổng Trác đắc tội với nhiều người nên sợ bị người khác ám hại, do đó luôn giữ Lã Bố bên cạnh mình để hộ thân. Tuy nhiên, Đổng Trác quen tính thô lỗ và nóng nảy. Có lần, Lã Bố đứng hầu có chút không vừa ý, bèn chộp lấy cái kích phi vào Lã Bố. Lã Bố vội tránh cái kích và xin lỗi, Đổng Trác mới nguôi giận. Cũng từ đó, Lã Bố hận thù Đổng Trác. Trong những lần được sao bảo vệ Trung Các, Lã Bố thừa cơ quan hệ tình ái với thê thiếp của Đổng Trác và rất lo sợ bị phát hiện. Hơn nữa, Lã Bố vốn là kẻ dễ lần mặt, thiếu đi tín nghĩa. Như đã nói ở trên, thì trước khi hàng Đổng Trác, Lã Bố từng được trọng dụng dưới thời Đinh Nguyên, hưởng nhiều ưu việt. Nhưng khi Trác tiến vào kinh đô, Lã Bố đã nhanh chóng bị mua chuộc mà giết chết quân vương của mình. Khi Lã Bố bị Tào Tháo đánh bại, rơi vào bước đường cùng, lại xin đầu hàng Lưu Bị, nhưng lại có âm mưu cướp Từ Châu của Lưu Bị. Nhưng theo như người đời thì kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lã Bố rất nhạy cảm với thời thế và hướng gió của thiên hạ. Chính vì vậy mà khi thấy Đổng Trác hết thời, Lã Bố đã nhanh chóng tìm đến và liên kết với Từ Đồ Vương Doãn, người đồng hương Tinh Châu. Lã Bố cũng thường bày tỏ sự bất mãn trước Vương Doãn và kể chuyện Đổng Trác suýt giết chết mình. Vương Doãn vốn đang cùng Bộc Xạ sĩ Tôn Thụy mưu giết Đổng Trác. Cùng lúc, con Trương Ôn là Trương Bá Thận căm thù Đổng Trác cũng liên kết với Từ Đồ Vương Doãn để giết ông. Vương Doãn quyết định mượn tay Lã Bố giết Đổng Trác. Nhưng Lã Bố thì lại ngại vì sợ mang danh còn giết cha kết nghĩa. Vương Doãn liền nói: "Ngài họ Lã, ông ta họ Đổng, không có quan hệ cốt nhục. Nếu hôm nay ngài đến cả tính mạng còn không bảo toàn kịp thời, còn mang gì đến cái danh cha con?" Nghe vậy, Lã Bố liền đồng ý với Vương Doãn. Hơn nữa, dù là con nuôi, nhưng Lã Bố biết Đổng Trác chỉ coi mình là một người bảo vệ mà thôi. Địa vị của Lã Bố trong triều đình và quân đội Đổng Trác cũng không cao, có thể bị phế bỏ bất cứ lúc nào. Vì thế mà Lã Bố hy vọng sau khi giết chết Đổng Trác có thể được đảm nhiệm chức vụ đấu võ tướng quân, được phong Ôn Hầu và cùng Vương Doãn thâu tóm triều chính. Lúc này có thể thấy Đổng Trác đã bị vây vào thế, tứ bề thọ địch, quay hướng nào cũng là kẻ thù muốn tiêu diệt ông ta. Nhưng âm mưu này của Lã Bố chưa kịp thực hiện thì biến cố xảy ra. Viên Thiệu dẫn đầu chư hầu 18 lộ cắt máu ăn thề, quyết diệt Đổng Trác. Trong những chư hầu này có rất nhiều anh hùng sau này hứa hẹn sẽ chọc trời khuấy nước như Tôn Kiên, Tào Tháo, Mã Đằng, ba anh em Lưu Quan Trương. Trác hoảng sợ, bức bách tính phải rời bỏ Lạc Dương, Thiên Đô về Trường An. Hàng trăm vạn dân lành bị cưỡng bức phải theo Đổng Trác về phía Tây. Cần nói thêm, Trường An từng là kinh đô cũ của các vua triều Hán thời kỳ đầu, gọi là Tây Hán, còn Lạc Dương là kinh đô của các vua Hán thời sau, tức Đông Hán. Trác bỏ kinh đô Lạc Dương Chu Phú về lại mảnh đất Trường An hoang phế sau mấy trăm năm, có phải là đi ngược dòng lịch sử, tự viết cáo chung cho mình? Nhanh chân chạy thoát sang phía Tây, nhưng dạ tâm của Trác vẫn chưa hề nguội lạnh. Ông ta tiếp tục khống chế thiên tử, còn những lộ chư hầu thấy Trác bỏ chạy cũng không truy bắt mà quay ra chém giết lẫn nhau. Tào Tháo và anh em Lưu Quan Trương hay Tôn Kiên là những kẻ có tham vọng đã sớm rời đi tìm đất dụng võ cho mình. Trác được thể càng hung hăng, càn quấy, ép hoàng đế phong mình làm thái sư, quyền nghiêng thiên hạ, dùng toàn lễ nghi thiên tử. Trác vơ vét của cải, gái đẹp, ngọc ngà châu báu vào chứa ở thành Mỹ Ổ để an dưỡng tuổi già. Sau cùng còn muốn ép Hán Hiến Đế phải nhường ngôi báu cho mình. Thế mới nói vì sao Trác lại được người đời nhận xét là kẻ thất phu, chỉ biết võ mà chẳng có mưu. Đăng ra khi các chư hầu quay sang triệt hạ lẫn nhau là thời cơ vàng để Trác chỉnh đốn lại binh mã, sĩ khí. Có Lã Bố cầm binh, Trác chỉ cần án binh vài tháng, nửa năm là có thể cầm đại binh sang phía đông. Đánh một trận là các chư hầu giờ đang chia đàn xẻ nghé sẽ lập tức đại bại. Nhưng Trác lại chọn cách hưởng thụ, tiếp tục bản tính dâm ô, tham lam tột độ của mình. Gã chẳng màng tới chiến sự, chỉ nhăm nhe cướp bóc của dân, vơ vét mỹ nữ, thậm chí sát ý của Lựa Lã Bố rõ như ban ngày mà cũng chẳng hay biết. Trác phung phí sức dân, sức quân, chẳng biết trị nước ra sao, triều đình rối như tơ vò, chẳng khác nào ngồi chờ chết. Trác phóng túng cho binh sĩ dưới quyền, đến lượt binh sĩ lại cũng phóng túng, điên loạn như y. Trên dưới đều loạn, chẳng sớm thì muộn cũng tự rước lấy tai họa.
Dạ tâm của Trác là muốn phế luôn Hán đế mà tự lập triều đình nhà họ Đồng. Nhưng có tâm mà chẳng có sức, thực lực yếu đuối, lại là kẻ vô mưu, vô đức nên chẳng có lấy một người ủng hộ. Chỉ một kế liên hoàn của Tư đồ Vương Doãn đã khiến giấc mộng đế vương của Trác tan thành mấy khói. Lạ bố, con nuôi của y tự tay cầm kích đâm chết y. Ba họ nhà Trác bị mang ra chém. Thiên hạ thấy Trác chết mà nhảy múa ăn mừng. Có một điều đặc biệt là trước khi Trác vào cung dự buổi sầu định mệnh hôm bị ám sát, đã có rất nhiều điềm báo chẳng lành. Kể rằng, khi Trác mới bước lên xe, con ngựa đã lồng lên, hất y ngã xuống đất, làm quần áo lấm lên hết. Trác phải về nhà thay quần áo. Có người vợ trẻ khuyên Trác đừng vào sầu, nhưng Trác không nghe, tiếp tục lên đường vào cung. Đi chưa được 30 dặm, chiếc xe của Trác đột nhiên gãy một bánh, Trác phải cưỡi ngựa. Sau đó lại thấy mây đen gió dữ nổi lên ầm ầm, đen kịt cả bầu trời. Tất cả đều là điềm báo Trác phải chết, vậy mà Trác vẫn cứ vô tư đi vào núi đao biển lửa. Âu cũng là cái nghiệp mà đồng Trác phải trả cho những trò hoang dâm vô độ của mình trong nhiều năm qua. Điều đáng cười là đồng Trác vốn là tên thất phu, thô lỗ, lại là người mở ra một thời Tam Quốc phân tranh đầy dẫy anh hùng hào kiệt. Trong Tam Quốc Chí, Lạc Quán Trung đã sử dụng hình ảnh của đồng Trác, một kẻ vô tín, vô nghĩa, để bắt đầu cuộc phân tranh Tam Quốc. Đó là một thủ pháp tinh vi khiến hậu thế nhìn nhận rõ hơn về một thời đại loạn lạc với những kẻ ác có mặt ở khắp mọi nơi. Nghịch lý về đồng Trác dưới ngòi bút của La Quán Trung. Dưới ngòi bút của La Tiên Sinh, đồng Trác trong Tam Quốc diễn nghĩa là hiện thân của kẻ ác, mà ác này là ác giả ác báo khi ông ta có một cái kết vẹn tròn đúng như mong đợi. Nhưng kẻ ác vào thời loạn thế thì không thiếu, tại sao La Quán Trung lại chọn đồng Trác để đưa vào phần mở? Trong Tam Quốc Chí, đồng Trác được mô tả là kẻ thất phu thô kệch, chẳng những tham lam mà còn hoang dâm vô độ. Một kẻ như thế mà lại có thể treo tới đỉnh cao của bộ máy chính quyền nhà Hán, làm tới chức tướng quốc, thao túng cả triều đình, làm ra những chuyện thương thiên hại lý thì quả là chuyện kỳ lạ xưa nay ít có. Càng về sau, đồng Trác càng trở nên ngang tàng, bạo ngược, khiến người người phẫn uất, muốn vùng lên để quật ngã kẻ này, đưa sự tàn bạo lên tới đỉnh cao, để rồi từ đó cái nghịch lý ông vẽ ra mới được phát tiết, khiến người ta phải trầm trồ. Người ta hận đồng Trác tham tàn, lũng đoạn triều đình một thì ghen tị với đồng Trác chiếm chức trọng quyền cao 10. Chỉ là một tên thứ sử nhỏ nhoi, bất tài, tham lam, hắn có tư cách gì để chiếm giữ chức quyền vinh hoa phú quý thế vậy? Đường đường là Viên Thiệu, Viên Thuật Tứ, đời Tam Công, đường đường là Tôn Kiên, Lưu Biểu, anh hào Kinh Châu, Giang Đông, đường đường là Mã Đằng, thủ lĩnh Tây Lương, sao có thể để một tên vô lại như vậy, tác oai tác quái, phải hợp nhau lại mà đánh hắn? Và thế là liên minh 18 lội chư hầu hợp nhau lại khởi binh, kéo về kinh thành diệt trừ đồng Trác. Tam Quốc diễn nghĩa 2010 có trích dẫn một câu mà nhân vật Lưu Bị nói với Tào Tháo về bản chất của liên minh 18 lội chư hầu như sau. Vì sao Viên Thiệu chỉ hô hào một tiếng mà thập bát lội chư hầu lại lũ lượt tề tụ hội minh? Lẽ nào bọn họ thực sự muốn giết giặc phò hắn? Chưa hẳn, gian tặc đồng Trác chỉ là một thứ sử Tây Lương, quyền vị còn không bằng các chư hầu đó. Giờ thì sao ở nơi kinh thành, miệng hô vương pháp, độc bá triều cương? Điều này khiến cho chư hầu trong thiên hạ cảm thấy bất bình. Họ cảm thấy rằng một kẻ thấp hèn như đồng Trác sao có thể xứng. Thay vì nói họ thù hận đồng Trác thì hãy nói họ đố kỵ đồng Trác thì hơn. Chỉ một vài câu nói này thôi đã đủ nói lên bản chất của chư hầu thiên hạ, của cả một xã hội Trung Hoa thời mạt Hán. Rõ ràng quỹ quyền của triều đình nhà Hán đã không còn được xem trọng, chẳng ai sẵn sàng xả thân vì nhà Hán, vì cái chính quyền suy đồi và mặt vận ấy. Nhưng cái danh vọng của triều đình thì vẫn còn, và ai ai cũng muốn có được cái danh vọng đó, cái vinh hoa phú quý như chiếm được cả triều đình vào tay. Họ khởi binh đánh chiếm không phải để yên thiên hạ, cứu dân, cứu nước, mà chẳng qua là vì ham cái vinh hoa phú quý khi chiếm được triều đình làm của riêng cho mình. Vậy nên, liên minh 18 lội chư hầu, tuy đông mà không mạnh, tuy hùng mà không cường, tuy có danh mà không có thực. Lạc Quán Trung đã mượn một đồng Trác đê hèn, tham lam để trở thành kẻ đầu tiên dám làm ra những chuyện suy đồi đạo đức, vô pháp vô thiên. Chính đồng Trác đã kích phát những tham vọng sâu nhất trong lòng mỗi chư hầu khi đó, khiến dạ tâm của họ được mở ra hoàn toàn dưới cái mác vì dân vì nước. Đồng thời cũng làm rõ được bản chất của các anh hùng thiên hạ, chẳng một ai muốn cứu vua Hán, phò triều đình. Cái họ muốn chỉ là vị trí mà đồng Trác đang có mà thôi. Qua đó có thể thấy, thiên hạ đại loạn là do lòng người lầm lạc. Muốn yên được thiên hạ, nhất định phải yên được lòng người.
La Quán Trung đã miêu tả được cái loạn của thời kỳ Tam Quốc, đó là từ loạn lòng người mà ra. Nếu vua đủ uy quyền, quân thân đủ kiên trung, thì xã tắc sẽ tự khắc yên bình. Đến đây thì video của Lịch sử Trung Quốc cũng xin nói lời chào tạm biệt. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Lịch sử Trung Quốc để đồng hành cùng chúng tôi trong những hành trình tiếp theo.